Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình Tùng Chùa đây. Thì hôm qua mình có lên một cái clip để mà mình test tool, cái tool dự báo tài xỉu, dự đoán tài xỉu cho anh em ấy. Thì qua mình ăn được tay khá là dày, là được 20M anh em ạ. Thì tối qua thì mình cũng có dành thời gian ra để mình nghiên cứu. Đó, thì khá là lâu rồi thì mình từ lúc mình làm nội dung đến giờ thì mình cũng chưa được chia sẻ sâu cho anh em về cái món tool này, tại vì hiện tại ở trên thị trường có rất là nhiều anh em người ta sử dụng cái tool này để giao bán, là làm những cái clip khoe mẽ phô trương về cho anh em xem. Anh em nào ham ấy thì chúng ta lao vào, thì có rất là nhiều anh em nhắn tin về Telegram cho tôi và tại sao anh ơi, có những cái tool này bọn nó cho thuê thì đắt thế, có những tool thuê nó rẻ thế, nhưng mà chốt lại một điều là vẫn là thua thôi các bạn ạ. Tại vì các bạn hiểu cho mình một chút, đó là cái tool tài xỉu này ấy, thì thực tế thì nó sẽ có hai bên nó sản xuất ra anh em nhé, hai bên nó sản xuất ra. Thì một bên là bên thứ ba người ta làm ra, người ta có nghĩa là người ta code ra, thì người ta có nghĩa là người ta khi mà người ta code ra ấy thì người ta sẽ tự tự bào anh em nhé. Ví dụ tôi là bên thứ ba đi chẳng hạn, đúng không, tôi code cái tool này ra thì tôi sẽ phải có những cái mã, có nghĩa là tôi phải có cái mã nguồn mở ở cái con game mà liên quan đến server con game nữa. Ví dụ như kiểu bây giờ tôi mà code được con app 6833 này, tôi phải có cái đầy đủ thông tin về cái con web này, xong cái đó tôi mới code, và sau khi code thì tôi sẽ tự bào nha anh em nhé, chứ tôi không giao bán ở ngoài. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó là chính vì thế mà tại sao mà những con game là lúc nào cũng nhiều con app mới ra mà lúc nào cũng có nhiều anh em vào chơi, thì đôi khi nó cũng do cái tool tài xỉu này một phần. Khi mà anh em quá tin tưởng thì chúng ta mua về chúng ta sử dụng nhiều, đúng không, thì đánh nhiều thì nếu mà anh em thua thì tốt, đương nhiên là nhà cái sẽ được lợi thôi, đúng không. Nếu mà anh em thua thì nhà cái sẽ được lợi, mà nếu mà anh em mà thắng thì sẽ người được lợi sẽ là anh em, và như kiểu là sẽ là tôi này. Ví dụ anh em đăng ký qua cái link của tôi ấy, thì anh em mà thắng thì tôi cũng sẽ được một chút lộc nho nhỏ từ cái việc anh em thắng, đúng không anh em. Còn nếu mà anh em thua thì xác định là tôi cũng chả được gì, nên là tôi chả phải quảng cáo làm gì cho nó mệt. Đó thì là như như vậy. Còn cái lúc nãy tôi đã đang nói đến cái phần đầu tiên ấy, là cái phần là app, có nghĩa bên thứ ba tự code ra và tự sử dụng ấy. Và như cái phần phần là cái mục thứ hai đó là bên nhà cái là tự code ra, là để đa phần những clip ở trên YouTube ấy thì đều là do nhà cái tự tự làm thôi anh em ạ, tự làm. Đến lúc người ta quay clip ấy thì người ta ăn rất là nhiều, nhưng mà đến lúc người ta bán ra ấy, thì chất lượng tool rất là kém nha anh em nhé. Tại vì người ta đánh vào tâm lý của anh em, khi mà anh em thua tha nhiều thì chúng ta thường thì có nản chí và muốn tìm đến những cái phương pháp nào mà nó dễ dàng hơn, đúng không. Thì cũng như cái tool này hôm qua tôi thử cho anh em thì cũng được 20M là có thật. Đó thì 20M là có thật. Đó thì bây giờ tôi sẽ vào lại, tôi test lại cho anh em một lần nữa nhá. Tôi test lại cho anh em một lần nữa và sau đó tôi sẽ phân tích là nó bịp ở đâu nhá, và nó không thực tế ở đâu nhá anh em nhá. Thì rồi tôi vẫn vẫn chơi cái mini hôm qua thôi. Cái tiêu chí của tôi những cái tool đấy ra nó toàn dành cho con mini này hết anh em ạ. Thì ok, thì 40 giây nữa thì sẽ mở đúng không anh em. Thì bây giờ tôi sẽ ấn start. Clip này tôi sẽ chỉ nói ngắn gọn thôi. Đang báo xỉu 57% đúng không anh em. Thì bây giờ tôi sẽ lại chơi theo kiểu khác đi anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ đánh 500M đi. 500K nhé. Đó, còn 10 giây nữa thì sẽ mở rồi. Anh em cùng chờ xem nhé. Tôi sẽ đánh vài tay xong tôi sẽ chia sẻ cho anh em thêm về cái tool này mà hôm qua tôi sử dụng nhé anh em nhé. Rồi, được 975.000 anh em ạ. Lãi được 475.000. Tay thứ nhất. Tay thứ nhất nha anh em. Ăn chơi lại này. Vẫn báo xỉu nha anh em nhé. Xỉu 74% thì thôi tôi đánh lên 1M.
Nói về cái con tool này tôi có rất là nhiều cái thắc mắc về nó. Tại vì đôi khi tôi nghĩ là một phần là do may mắn của khi chúng ta đặt thôi. Do may mắn một phần, mà nếu mà nói về vấn đề và phân tích ấy. Nếu mà nói về vấn đề và phân tích ấy anh em ạ, thì hiện tại nó đang là như kiểu là có thể là một cầu 1 2 3 ấy, thì nó báo thì à không 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 ạ. 2 1 2 thì nhảy ra chuẩn quả này nó phải về tài anh em ạ. Nếu mà theo như tôi phân tích ấy. Còn như tôn báo thì về xỉu thì ok mình cứ đặt xỉu thôi. Đó, thì quả này tool nó phân tích nha anh em nhé. Tool nó báo như vậy nha, để tôi cứ cực như vậy nha. Còn nếu mà theo tôi phân tích thì như vậy là sai, đúng không? Thì tool báo sao thì mình cứ làm vậy thôi. Tôi sẽ đánh khoảng 4-5 tay thôi. Hiện tại tôi cũng chưa có cái bằng chứng nào mà có thể nói được cái này bịp. Nhưng mà tôi vẫn một câu của tôi là tôi khuyên anh em là không nên chơi những cái tool này thôi. Tại vì khi mà tôi làm clip thì nó lại vấn đề khác. Khi mà anh em chơi thật thì nó lại vấn đề khác. Thì bây giờ nó vẫn báo xỉu 62% thì tôi cược lên xỉu 2M đi. Cầu 213 vẫn báo xỉu. Cầu 214 này. Rồi tên này tôi đặt 2 mét nha anh em nhé. Đấy, thì cứ tương tự như này thôi, thì độ chính xác của nó thì chỉ 62%. Thì thực ra thì nói thật với anh em là chả có cái tool nào nó báo là 100%. Rồi thì thôi, tôi không không chơi nữa nha anh em nhé. Tôi sẽ ngồi lại để tôi nói chuyện cùng anh em. Thì tại sao cái tool này tôi đang có một cái thắc mắc, nó cái thời hôm qua tôi nghiên cứu ấy, tại sao là cái tool này nó chỉ báo đến độ 38% với lại 62% anh em? Tại sao nó lại không nháy cái kiểu là yes no đi, ví dụ quả này đặt bên này, quả này đặt bên kia đi mà. Tại sao là cứ cứ phải ra như này để người chơi người ta đắn đo? Tại vì xỉu tại sao không 100% đi mà tài tại sao lại 38%? Có nghĩa là cái tool này nó chỉ 50-50 thôi, tôi khẳng định với anh em nó chỉ là 50-50 thôi. Tại vì cái số 62% này là số nhiều rồi đúng không anh em? Thì nhét ra số nhiều thì nó phải chuẩn đúng không? Nhưng mà cái này nó báo 62% nhưng mà vẫn xịt. Đó. Đó, đó là cái điều thứ nhất tôi muốn chia sẻ cho anh em. Với lại cái điều thứ hai nữa đó là nha, ví dụ tôi sẽ vào đây. Đây là clip cuối cùng tôi làm về con tool này nha anh em nhé. Clip sau tôi sẽ không lên như này nữa. Rồi thì tại sao nhá anh em nhá. Đây, tại sao khi mà nó hiện hiển thị như này. Đúng không? Nó hiển thị như này nhá. Bây giờ tôi sẽ chơi lại. Start đúng không? Thế tại sao 59% thì quả này nó đường cầu là nó bảo là về tài 59% nhưng mà xỉu 41% này thì anh em có đắn đo không? Ta rất là đắn đo đúng không? Nhưng mà cái điều nữa là đó là khi mà nó hiện như này tôi ấn chơi lại nhá. Đây. Đây, nó lại báo như này. Và tôi ấn lại thêm một lần nữa nhá. Đây, nó lại báo xỉu 68%. À, nó bị đổi luôn anh em ạ. Đổi luôn. Thì tôi cũng thì như vậy thôi, thì chúng ta cũng hiểu là à đôi khi là do mà tool báo như vậy mà chúng ta đặt nó là nó do may mắn chứ không phải là cái tool này nó báo chính xác. Tại vì cái tool này nó báo loạn xì ngầu anh em ạ. Tại vì cái chữ cái nút chơi lại này nó ấn được liên tục nha anh em nhé. Đây, quả này nó về tài thì lại báo xỉu này, nhưng mà 2 phát trước nó lại báo tài cao nếu mà chúng ta không ấn nhiều ấy thì lại vẫn là được. Nếu mà theo chúng ta không ấn nhiều thì theo tool nó thì vẫn là được, nhưng mà nếu mà chúng ta ấn nhiều như này tại sao nó lại có cái nút chơi lại, đúng không? Có nghĩa là theo tôi được nghĩ là hiện tại là không biết là giữa cái tool này với lại cái app này nó có sự gắn kết gì không mà tại sao nó có thể random mà cứ ấn chơi lại được như vậy. Đó, thì bây giờ nó lại báo tài nhá. Ấn tiếp này. Vẫn báo tài nhá. Ấn tiếp này. Đây lại xỉu này anh em. Thì nó báo tài đúng không? Nó báo tài đúng không? Tôi cược. Cược nhỉ. Nó báo tài trước đúng không anh em? Rồi ok tôi cược tài. Tôi cược tài nha anh em nhé. Tại vì nó báo trước. Thì bây giờ tôi sẽ thử cái cách này để tôi làm rõ cái luận điểm của tôi. Đấy. Thì nó lại ăn.
Đó thì tôi vẫn đang không hiểu là cái sự gắn kết giữa cái tool này nó như thế nào anh em ạ. Tôi đang không hiểu là cái sự gắn kết giữa cái tool này nó như thế nào. Đó mà nếu mà anh em muốn có thể là tôi sẽ làm thêm một một lần này nhá. Phát này phát chốt của tôi nhá. Cái này chả có phân tích gì cả anh em ạ. Chúng ta cứ chơi theo tool thôi. Đây. Bây giờ chắc là cái tool này thì nếu mà chơi đến đây rồi rồi thì khả năng là phải làm thêm nhiều clip nữa về cái tool này anh em ạ. Đây, bây giờ nó đang báo tài xỉu 54 nha anh em nhá. Xỉu 54 này. Đây nó lại báo tài 65 này, nhưng mà tôi ấn phát nữa. Tài 55. Đây. Cái nào nó lên nhiều tôi sẽ chọn cái đấy. Ok chưa? Thì ở cái clip này thì phát này nó báo tài, tôi sẽ chốt phát này anh em nhé. Tôi chốt phát này bằng cái tool này luôn. Ok luôn. Nếu mà cái luận điểm này của tôi mà đúng thì tôi nói thật với anh em là không có gì để nói. À rồi ok. Tôi không có gì để nói về cái tool này anh em ạ. Đó thì theo như tôi phân tích thì như này anh em nhé. Cái nút này ấy là nó có thể nhấn lại được 64M rồi. Không có gì để nói nữa. Không biết là do mình may mắn hay là do tool nữa anh em ạ. Cái này chắc là tôi phải dành thời gian ra tôi phân tích thêm rồi. Chơi lại nhá. Tôi sẽ ấn mặc định là 3 lần nhá. Bên nào nó hiển thị nhiều hơn tôi sẽ đặt bên đấy anh em nhá. Nếu mà đây là một cái tút ấy thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em luôn. Một lần nhá anh em nhá. Báo xỉu này. Một lần, hai lần báo xỉu này anh em này. Ba lần báo xỉu này. Rồi ok nó báo 3 lần xỉu. Thì tôi sẽ đặt 50M đi. Tại vì nó báo quá cao. Thì tôi xem là nó có chính xác hay không anh em ạ. Tôi mất cũng được không sao. Rồi ok. Đó. Không có gì chắc chắn cả đúng không anh em? Đúng không? Thì khi mà tôi đặt như này cho anh em rồi. Tôi mất cũng được, hôm nay tôi mất cũng được thì cái vốn hôm qua của tôi nó cũng không có nhiều. Chia sẻ với anh em là nó cũng không có nhiều. Hôm qua nó tôi chỉ mất 3M ngày hôm qua thôi. Khi mà tôi quay clip cho anh em là lúc tôi có 16M. Nhưng mà hôm nay tôi xuống 14M rồi. Tôi chấp nhận tôi mất 2 củ. Tôi mất 2 củ để làm sao? Để tôi muốn khẳng định với anh em rằng là nó không có sự chính xác tuyệt đối. Anh em nhá. Chúng ta không thể sử dụng cái tool này để chúng ta không phải phân tích mà chúng ta chơi thẳng bằng cái tool này là không có đâu anh em ạ. Nhưng tôi chấp nhận mất để tôi muốn share cho anh em rằng về cái từ cái việc mà tôi chơi một tay nó báo, hai tay nó báo và ba tay nó báo như nào. Đúng không? Nó hiển thị lên như nào. Thì tôi chơi như vậy. Đúng không? Thì hiện tại tôi đang âm bị âm 2M rồi nhưng mà không sao cả. Anh em nhé, không sao cả. Tôi chỉ muốn làm clip này lên để là lời cảnh tỉnh cho anh em là chúng ta khi mà chúng ta chơi những cái tựa game trên mạng chúng ta không chơi nên chơi tool. Mà anh em mà nó giỏi thật ấy thì người ta tự code tự chơi rồi người ta chả bán biết làm gì mấy đôi khi được mấy triệu của anh em làm gì. Người ta vào ôn in một cái người ta xây nhà mua xe là chuyện bình thường đúng không? Cần gì phải bán đâu đúng không anh em? Rồi thì đây là lời cảnh tỉnh cho anh em nhé. Thì hôm nay tôi cũng khá là bận nên là tôi sẽ không phát code nữa. Tôi sẽ nhờ, sorry anh em, tôi sẽ không phát Momo ở cuối clip nữa. Thì ở clip sau tôi rảnh tôi lên tôi sẽ phát quà Momo cho anh em. Thì hôm nay tôi cũng buổi sáng rảnh tôi làm clip quay cho anh em thôi. Thì chiều tôi có một chút việc tôi bận nên là thôi tôi không có thời gian ngồi máy tính nên là sorry anh em nhé. Thì đây là một clip mà tôi chia sẻ lần cuối cùng về cái con app Tune này nha anh em nhé. Thì tool thì thôi nhưng mà cái game này thì cái link tải tôi có để dưới phần bình luận đấy, anh em nào yêu quý tôi thì chúng ta có thể kích vào đó đăng ký ủng hộ tôi nhá. Thì cảm ơn anh em thời gian qua đây theo dõi kênh của tôi, thì tôi cũng không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em rất là nhiều nhá anh em nhá. Thì hẹn anh em trong những clip tiếp theo. Xin chào anh em.